Chào anh em nhé, mình là Kẹo Ngon Ba Miền. Hôm nay mình quay trở lại giới thiệu anh em cái mẫu kẹo chí Monster và kẹo chí nấm ngắn mập anh em nhá. Trước khi vào dưới thiệu chi tiết sản phẩm thì mình xin phép anh em. Những em nào đang theo dõi video của mình thì cho mình xin một lần like video và anh em đăng ký kênh bật trong thông báo liền để mình có thêm được tương tác với anh em nhá. Và những em nào đã sử dụng qua hàng nhà mình thì có điểm nào chưa hài lòng, anh em bình luận góp ý nhé để mình có thể cải thiện phục vụ cho anh em tốt hơn. Còn anh em đã cảm thấy ok thì anh em bình luận là ok nhá. Mình xin chân thành cảm ơn anh em. Còn cách thức giao dịch bên mình là anh em đặt hàng mình chạy ship COD cho anh em anh em nhận hàng thế là tiền em như ý hàng nhà mình là không đồng kiểm nhá hàng không kiểm em nào tin tưởng quý mến để mua hàng em là không tin tưởng thì qua shop khác để tránh mất thời gian của đôi bên nhá còn hàng nhà mình thì mình luôn cam kết với anh em là mình giới thiệu như thế nào sẽ gửi đến tay anh em 100% như mình giới thiệu luôn anh em nhận hàng không được như mình giới thiệu anh em cứ gửi lại hàng cho mình để mình gửi lại tiền cho anh em nhá đấy hàng nhà mình là luôn bao đổi trả cho anh em yên tâm đó và cũng như đầu video mình đã nói thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em cái mẫu kẹo trì monster và cái kẹo trì ngắn mập anh em nhá hai mẫu kẹo này thì cực kỳ dễ chơi không kén cảnh một chút nào luôn anh em nhá thì đầu tiên mình giới thiệu anh em là cái mẫu kẹo trì monster Đấy, mẫu kẹo monster này thì mình đầy đủ kích thước từ 4.5 đến 6 chấm anh em nhé cái mẫu kẹo này thì nó có độ vươn và độ nước gió cực kỳ tốt luôn Đấy, nhà sản xuất đã thiết kế viên kẹo nhìn nước gió cực kỳ tốt anh em nhé đó nếu mà anh em chơi ở khu vực mà trời gió nhẹ thì gần như không bị ảnh hưởng luôn đó mẫu kẹo vừa vươn tốt lại vừa nước gió tốt anh em nhé đó. đó và đặc biệt là cái mẫu kẹo này thì 4.5 thì sử dụng cả tiệp và sáp anh em nhé sử dụng cả tiệp sáp thì ổn định hơn Vào in được hơn mẫu rộng rất là nhiều luôn đó. cây cột của anh em hơi mà khỏe có thể đem ngang PCB luôn đó về chung hai tầng chỉ mềm hết anh em nhé đó, còn đây là 5 chấm này. Đó. Hàng máy chung hai tầng cực kỳ đều và đẹp luôn. Đó, hàng nhập đóng máy anh em nhé. Hàng bao đều và đẹp luôn. Mẫu này thì mình đang bán là 500 000 một cân bao ship anh em nhé. Có hỗ trợ bán nửa cân cho anh em. Đấy. Đó, Đó vé cực kỳ đều và đẹp luôn. Đấy, anh em nào mà chưa trải nghiệm thử mẫu này thì anh em nên trải nghiệm thử nhá đấy có hỗ trợ bán nửa cân cho anh em là 250 rưỡi bao ship anh em nhá đấy và anh em những anh em đã sử dụng rồi thì phản hồi rất là tích cực luôn đấy, mẫu này cực kỳ dễ chơi không gần cảnh anh em nhá đấy, còn tiếp theo đây là cái mẫu kẹo trì ngắn mập Đấy, kẹo trì ngắn mập này thì nhà mình có kích thước từ 4.5 đến 6.40 luôn 5 chấm thì từ 5.50 đến 5.56 anh em nhá Đầy đủ kích thước luôn Đó Đầu tiên là 4.5 này 4.5 này thì có một một cân của nó có khoảng 1.400 viên đó. anh em chơi thoải mái luôn đó. hàng bao đều đẹp luôn đó. tất cả đều là chìm mềm hàng nhập đóng máy anh em nhắm 5 chấm thì từ 5.50 đến 5 56 anh em nào chơi lâu ngày cành mòn thì em tăng size dần lên cho nó phù hợp với cái kích thước cành đó. đây là 5.50 nhá đó. khi anh em mua hàng 5.50 em kèm theo lời nhắn là 5.5 chuẩn giúp mình để mình gửi đúng hàng cho anh em đó viên kẹo cực kỳ khôn mắt sắc sảo anh em nhé Đấy. tất cả đều là chỉ mềm hàng nhập trong máy anh em yên tâm về chất lượng luôn Đấy, bóp thử một viên cho anh em xem nhé Đấy. bóp một phát đẹp rúng luôn anh em không nói cảnh hạnh khương nhé Đấy. còn đây là 552 cái mẫu kẹo này thì bao chuẩn cho anh em là 130 mét nhé và bao lắp xe là 90 mét để bao với cảnh tầm trung nếu mà cảnh của anh em là cành nhập cành cao cấp thì có thể vươn được sao nhiều luôn Đấy hàng bao đều ba đẹp anh em nhé đó nhìn viên kẹo cực kỳ khuôn mắt luôn Đấy. còn đây là 554 này cái dòng kẹo 5 chấm này thì anh em chơi rất là đa năng anh em đem được cả mồi nhỏ lẫn mồi lớn luôn Đấy. và cái dòng kẹo lấm pin ngắn mập này thì mình đang bắn mạnh nhất luôn đó anh em đang tin dùng mẫu này rất là nhiều luôn đó mẫu kẹo chủ lực bên mình luôn anh em nhé còn đây là 6 chấm, 6 chấm nhà mình là 635 và 60 anh em nhá. Đó. 6 chấm này thiên về sức phá nên được công phá cực kỳ mạnh luôn. Đó. thích hợp cho những anh em nào mà he đi săn mồi lớn thì anh em chơi 6 chấm này dễ, dễ nhận mồi hơn. anh em chơi 635 mà lòng thì anh em lên 640. Đó. Đó. Cái mẫu kẹo ngắn mập này thì mình đang bán là 450 một cân bao ship anh em nhá. Đấy, từ 4.5 đến 640 đều là 450 một cân bao ship. Còn monster thì là 500 anh em nhá. Em nào mua mẫu nào cứ liên hệ với hai đầu dưới clip nhá, số điện thoại và Zalo mình mà 24/24 /24 luôn xin chào anh em.